Nam mô Bổn
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên vàng kim năng tạo ngồm. Ngà kim kiến văn đấng thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghiệm. Nam mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu pháp liên hoa kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Ý Bồ Tát Tấn Tùng Tòa Khởi Thiên Đáng Hữu Kiên. Hiệp Chương Ứng Phẩm Nhị Ta Thì Ngôn Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân Duyên Danh Quán Thế Âm Phần Cao Vô Tạng Thiền Nam Thứ. Nhược vô lượng ba thế văn chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì Quan Thế Âm Bồ Tát nhất tâm xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát tấn thời quang kỳ âm tinh nhi đăng giải thoát. Như hữu trì thì Quán Thế Âm Bồ Tát danh gia thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì Bồ Tát ngoài thân lưng có nhượng vì đại tùy cho phiêu sinh kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hữu ba thiên vàng ứng chúng sanh vì cầu kiệm ngân lưu ly. Xa cơ mà não sáng lo vắng chân cháu đang bao nhầm mư đại hải và sự hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quý quân kỳ trung nhược hữu này chỉ những nhân. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh già thì chứ đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng chỉ thì nhân duyên danh Quán Thế Âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh già sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la sanh. Dùng lời nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ ác nhãn thì chi huống phục giờ hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội. Nhờ vô tội nữ giới gia toa kim hệ kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá giải tâm đoàn hoài tức đắng giải thoát. Nhờ tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoan tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân tê trì trọng bao kinh qua hiếm lộ kỳ trung nhất nhân tăng thì sương ngôn. Chư thiền nam tứ văn đa khung bố như đắng ưng đương nhất
đức tâm xưng Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu thì Bồ Tát năng gì vô ý thế chúng sanh như đăng như xưng danh và thứ oán ta đương đăng giải thoát chúng thường nhân vẫn có phá thân ngôn nam mô Quan Thế Bồ Tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy nhớ thì nhờ hư chúng sanh đã dâm vô thương niệm cung kinh Quan Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sanh nhuế thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát thường đăng ly sanh nhược đa ngũ si thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát tiện đăng ly si vô tận ni Quan Thế Âm Bồ Tát cứu như thì đăng đại hoài thần lực đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phương đứng trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng kính vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái Quan Thế Âm Bồ Tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu vô tận y nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ức hằng hà sa bồ tát danh từ phổ thân hình công dường âm thân ế vong hoa của ế dược ơ nhớ ế vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bấn kha cùng tâm vô tận ý thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán bằng phần ngôn thế thông Quan Thế Âm Bồ Tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bấn hà nhi vị chúng sanh thuế pháp phương tiền chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận ý Bồ Tát thiền nam tự như quan độ chúng sanh ứng gì Phật thân đăng độ gia Quan Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ưng di bích chi Phật thân đăng độ gia từng hiện bên chi và thân nhi về thuê pháp ơn về thanh văn thần đăng đồ gia tấn hiện thành văn thân nhi về thuê pháp ơn về phạm vương thần đăng đồ gia tấn hiện phạm vương thân nhi về tuyên pháp ơn về đế thích thần đăng đồ gia từng hiện đế thánh thân nhi vì thuyết pháp ân di từ tại thiên thân đăng đồ gia
tức hiền từ tài thiên thần nhi vị thế pháp ưng di đại từ tài thiên thần đấng độ giam tức hiền đại từ tài thiên thần nhi vị thế pháp ưng di thiên đại tướng quân thần đấng độ gia tức hiền thiên đại tướng quân thần nhi vị môn thân đăng đồ giang thân hiền thì sa môn thân nhi về thuyết pháp ân nhi tiểu vương thân đăng đồ gia thân hiền tiểu vương thân nhi về thuyết pháp ân nhi trường gia thân đăng đồ giang thân hiền trường gia thân nhi về thuyết pháp ân nhi sĩ thân đắng đồ gia thân hiền cư sĩ thân nhi vì thuyết pháp ứng dị tế quan thân đắng đồ gia thân hiền tế quan thân nhi vì thuyết pháp ứng dị bà la môn thân đắng đồ gia thân hiền bà la môn thân nhi vì thuyết pháp ứng dị tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thân đẳng đồ giá thân hiền tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thân nghĩ về thuyết pháp ứng dị trường giá cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đẳng đồ giá thân hiền phụ nữ thân nhi về thuyết pháp ứng nhi đồng nam đồng nữ thân đắng đồ gia thân hiền đồng nam đồng nữ thân nhi vì thuyết pháp ứng nhi thiền long gia xoa càng tăng bằng a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng thân đẳng đồ giả thân dài hiền chi nhi vì thuyết pháp mừng nhi chấp kim cang thần đẳng đồ giả thân hiền chấp kim cang thần nhi vì thuyết pháp phò thần ý thì vắng thế Bồ Tát thành từ nhờ thế công đa di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm Bồ Tát thì quán thế âm Bồ Tát mà hà ta từ bồ uy cấp nàng chi trong năng thi vô ý thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thí vô ý dạng vô tận y Bồ Tát bằng phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm Bồ Tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lượng kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ pháp thế trang bảo anh là tài quan thế âm Bồ Tát bất khăn thọ chi Bồ Tát ý phụng bạch quan thế âm Bồ Tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm như thời phàn ca quán thế âm Bồ Tát đương mừng thư vô tận ý Bồ Tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm Bồ Tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làng
Phật ta nhị Phật nhân Phật phong thân ca mơ ni Phật nhờ Phật phụng đa ba Phật tháp vô tận y quang thế âm Bồ Tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới. Nhị đại Bồ Tát nghe Bồ Tát di kệ vẫn về thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vị quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn. Kệ Nam Bồ Tát nghe như thánh quan âm hành thiện ứng chư phương sa hoàng thề thăm như ái linh kim bấn tư nghị thị đa thiên ứng phân phan đại thánh tình nguyện. Ngà vì như lửa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứ hưng hài thôi làng đại hoa khăn. Niệm bi quán âm lờ hóa khăn biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng. Niệm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận xa thôi đoà niệm bế quan âm lần như nhận hư không trưa hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn. Niệm bế quan âm lần bất năng tồn nhân mau. Hoàng kỳ hoàng tận nhiễu ca trăm đao gia hài. Niệm bi quan âm lần hàm tấn khai tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung. Niệm bi quan âm lần đao tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới. Niệm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân gian. Niệm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhớ hoàng ngộ án là xá đồng long chư quỷ đằng. Niệm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niệm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên. Niệm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết biển. Giang bạc chùa đại vô niệm bi quan âm lớn thời đặng kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng thù trí vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư ân thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tấn linh diền. Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lôi chấn tư diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quan sư bố quý quân trần trung. Niệm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng. Chiều âm quang thế âm phàm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 vào sanh nghi quang thế âm tình thanh ư cô nào tự anh. Năng bị tăng y hộ cô nhưng thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn.
Như thời trì địa Bồ Tát ta thông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn như hư chúng sanh văn thì Quán Thế Âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiền thân thông lực giam. Đường trì thế nhãn không đứng ba thế và thuế thế phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiên chúng sanh dài pha phô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Diệu pháp liên hoa kinh Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni bá chi hồng 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 ăn ma ni ba di 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 hồng
ma ni ba di ông ăn 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 ma ni ba di ông Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Viên Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Có hai phim tự phong Phổ Thế Tâm Dung Xa xa hiện vô cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ban Nhã Ba La Mừng Đã Thời Chiều Kiên Ngô Ứng Giai Không Độ Những Thế Có Ánh Xa Lợi Tư Sang Bắn Gì Không Không Bắn Gì Sang Sang Thượng Thế Không Không Tương Thế Sang Thọ Tương Hành Thân Di Phụng Như Thế Xá Lợi Tự Thế Chư Phá Không Tương Bơ Sang Bằng Di Bận Câu Bất Tình Bận Tăng Bận Giam Thế Cố Không Trung Vô Sáng Vô Tòm Tương Hành Thơ Vô Nhan Nhị Tế Thế Thăng Ý Vô
sa thanh hương về sông pháp vô nhạc giới này chỉ vô y thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng này chỉ vô lão từ diệt vô lão từ tầng vô vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niên bàn tam thế chư phật y văn nhà ba la mật đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri văn nhà ba la mật đa thế đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng năng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiền bẩn hương cô thiền mang nhà ba la mật đa chú thân thuyền chú viên yên đế đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điên già tha di đi đô bà tỳ a di đi đà tăng nam bà tỳ a di đi đà tỳ ca lăng đế a di đi đà tỳ ca lăng đa già di ni già già na chi ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đà tha già đà điện già tha di đi đô bà tình a di đi đà tha nam bà tê a di đi đà tê ca lăng đê a di đi đà tê ca lăng đa già di ni già già na chi đà ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đà tha già đà điện già tha a di đi đô bà tê a di đi đà tê nam bà tê a di đi đà tê ca lăng đê a di đi đà tê ca lăng đa già di ni già già na chi đà ca lê ta bà a di đà phật thân kim sang ê tướng hảo quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quan trung hóa phần vô số cửa vám âm linh đăng bi ngàn ấy nam mô thấy phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà
Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
đừng quan âm ngoài thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh ngài chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nắng niệm ngài liền quan quan thế âm cứ cò đò sanh ai nếu ai có một niệm lành ngài nghe tiếng chanh tới liền vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm từng khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang diệu thân ấy chính là chi cả sao cùng tu chứng quả văn thù diệu âm trì thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cánh Phật ấy lòng từ bi chân chánh đáng ghi tôi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ấy mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi. Một cành tiên mây lam che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ai hành theo ý chỉ của thầy ban ra quan thế âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiền không hai tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu ê nếu có kẻ muốn tu cư sĩ
tới nơi diệu giác cấm kỳ độ cho ai có kẻ qua đò mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành độc nén tâm hương ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy đức Như Lai truyền dạy không sai chúng ta chớ có quản này một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em trong khổ hải đò từ vấn đời bớt chúng sanh đưa tới làng ban chính từng sen bao đài vàng Di Đà Thọ ký rỡ ràng thánh thời gian từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Chiên Đàn Ma tăng đó ba giá ma ca
hiện đế tất cả phần ra lăng đà bàn. Nam mô na ra tấn đề đề ma ha bàn đa sa mê tăng ba tha đạo vua bằng a thề dựng tăng bà tăng đà na ma bà già ma phàng đàn đồng na đề tăng a ba lô xong phần đà sa gia ô lô lô ma ra ô lô ô lô hê đi ta ra ta ra tăng đi tăng đi tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề đi gia na ra cân đi địa đi sanh đi na ba gia ma na ta ba ya ta ba ma tăng đa ya ta ba ham tăng đa dư nghe tăng vang ra ya ta ba ha na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng a mùng khứ ya ta ba ham ta ba ma ba lời thắng nghĩa ra gia ta bà ha nam mô ấn ra đắng na đa ra gia gia nam mô a di đà bà lô yên đế thức a bằng ra gia ta bà an tấn điện đồn mạn đa đa bằng đa gia ta bà an tấn điện đồ mạn đa ra bằng đa gia ta bà Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm ngà kim kiến văn đấng thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiện nghiêm. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quang Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tăng Y Bồ Tát Tân Tùng Tòa Khởi Thiên Đáng Hữu Kiên. Hiệp chương ngưỡng văn như ta thì ngôn thế tôn hoàng thế âm bồ tát di hà nhân duyên danh quán thế âm phần cao vô tận ý bồ tát thiền nam thứ
nhờ Bà Lượng Ba Thế Quang chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì quan thế âm Bồ Tát nhất tâm sân danh quan thế âm Bồ Tát tấn thời quan kỳ âm tinh nhi đăng giải thoát như đề thế quan thế âm Bồ Tát danh giá thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì Bồ Tát ngoài thần lưng có nhượng vì đặc tùy cho phiêu sinh kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hưu ba thiên vàng ứng chúng sanh vì cầu kiềm ngân lưu ly xa cơ mà não sáng lo vắng trăng cháu đang bao nhầm mư đại hải già sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhược hữu này chỉ nhân nhân xưng hoàng thế âm bồ tát nhân già thì chư nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng dĩ thì nhân duyên danh quan thế âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành xưng hoàng thế âm bồ tát danh già sợ bị sơ châm đao trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa lá sang dùng lại nào nhân văn kỳ xưng quán thế âm bồ tát danh giá thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ an nhàn thì chi huống phục giờ hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhờ vô tội nữ giới gia thoa kim hề kỳ thân xưng quán thế âm bồ tát danh giá giải tăng đoàn hoài tức đắc giải thoát nhờ tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoang tàng hữu nhất thường chú tương chư thương nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn chư thiên nam tử văn đa khung bố như đắng ưng đương như cái tâm xưng quan thế âm bồ tát chánh hiệu thì bồ tát năng gì vô ý thế ư chúng sanh như đắng như xưng danh già ư thứ oán ta đương đăng giải thoát chúng thường nhân văn có phá thịnh ngôn nam mô quan thế âm bồ tát xưng kỳ danh cô tinh đắng giải thoát vô tận y quan thế âm bồ tát ma ha tăng hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hư chúng sanh đa hư dâm vô thường niềm cung kinh quả thế âm bồ tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niềm cung kinh quán thế âm bồ tát thường đắng ly sân nhược đa ngũ si thường niềm cung kinh quán thế âm bồ tát tiền đắng ly si vô tận y quán thế âm bồ tát cứu như thì đắng đại hoài thần lực đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhượng ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quan thế âm bồ tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tu
tông thần đức bốn chúng nhân ai kính vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái quán thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì quán thế âm bồ tát chánh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục thập nhị ức hằng hà sa bồ tát danh từ phổ thân hình cung dường âm thân hoa cố ý dược nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng kha cùng tăng vô tăng ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tăng bằng phần ngôn thế tôn quán thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bằng hà nhi vị chúng sanh phía pháp phương tiền chi lực kỳ sư vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tự như quan độ chúng sanh ứng gì phật thân đăng độ gia quán thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vị thuyết pháp ứng gì bích chi phật thân đăng độ gia thường hiện bên chi và thân nhi về thuyết pháp ơn về thanh văn thần đăng đồ gia tấn hiện thành văn thân nhi về thuyết pháp ơn về phạm vương thần đăng đồ gia tấn hiện phạm vương thân nhi về thuyết pháp ơn về đế thích thần đăng đồ gia từng hiện đế thánh thân nhi vì thuyết pháp ân di từ tại thiên thân đăng độ gia tức hiện từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ân di đại từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiện đại từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ân di thiên đại tướng quân thân đăng đồ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi vì thuyết pháp ứng dị tỳ sa môn thân đăng đồ gia tấn hiện tỳ sa môn thân nhi vì thuyết pháp ứng dị tiểu vương thân đăng đồ gia tấn hiện tiểu vương thân nhi vì thuyết pháp ứng dị thân đăng đồ già thân hiện trương gia thân nhi vì thuyết pháp ứng dị cư sĩ thân đăng đồ già thân hiện cư sĩ thân nhi vì thuyết pháp ứng dị tế quan thân đăng đồ già thân hiện tế quan thân nhi vì vì bà la môn thân đăng đồ gia tấn hiện bà la môn thân nhi vì thuyết pháp ứng nhi tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân đăng đồ gia tấn hiện tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân nhi vì thuyết pháp ứng nhi trường gia cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đăng đồ gia
từng hiền vô nữ thân nhi về thuyết pháp ưng di đồng nam đồng nữ thân đắng đồ gia từng hiền đồng nam đồng nữ thân nhi về thuyết pháp ưng di thiền long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đăng thân đăng đồ giả thân dài hiền chi nhi vì tuệ pháp mừng di chấp kim cang thần đăng đồ giả thân hiền chấp kim cang thần nhi vì tuệ pháp phò tận ý thì vắng thế Bồ Tát thành tựu nhờ thế công đa di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đàn ưng đương như cái tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát từ bồ uy cấp nàng chi trong năng thi vô ý thì cô thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thí vô ý giảm Vô tận y Bồ Tát bằng phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lượng kim nhi dị dự chi tán thi ngôn Nhân già thọ thơ pháp thế trang bảo anh là tài Quán Thế Âm Bồ Tát bất khăn thọ chi Bồ Tát ý phụng bạch Quán Thế Âm Bồ Tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm Nhi thời phần ca Quán Thế Âm Bồ Tát đương mừng thư vô tận ý Bồ Tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la cấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làm Phần ta nhị phần nhân phần phong thân ca mơ ni phần nhờ phần phong đa ba phần tha vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị từ tài thần lực du ta bà thế giới. Nhị thời Bồ Tát nghe Bồ Tát di kệ vẫn về thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vị Quán Thế Âm cụ túc diệu tướng tôn kề đám vô tận y như thánh quang âm hành thiện ưng chư phương xa hoàng thề thăm như ái linh kim bấn tư nghị thị đa thiện ưng phân phan đại thánh tình nguyện Ngà vì như lửa phía vang danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứng hại thôi làng đại hoa khăn. Niềm bi quán âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng niềm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong vì nhận sơ thôi đoà niềm bi quán âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niềm bi quán âm lần bất năng tồn những mau hoàng kỳ hoàng tận nhiễu ca trăm đau gia hài niềm bi quán âm
lần hàm tấn khai tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niềm bi quán âm lần. Na tầm đoan đoan hoài hoảng tu khâm gia toa thu túc bị nữ giới niềm bi quán âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân gian. Niềm bi quán âm là hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ ăn là xá đồng long chư quỷ đằng. Niềm bi quán âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bi quán âm là tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên. Niềm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết biển. Giang bạc chùa đại vô niềm bi quán âm lớn thời đặng kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quán âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng thù trí vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư ân thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tấn linh diền. Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thừa chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lời chân tư diệu đại văn chú cam lộ phạm vô diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quang sư bố quý quân trần trung niềm bi quán âm lực chung oan tân thôi tăng. Chiều âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư cô nào tự anh. Nàng bị tán y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát Tơ Tông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn nhược hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiện thân thông lực giam. Đường trì thế nhân không đứng ba theo và thuế thế phổ môn phân thời chúng trung bác vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Chiều pháp liên hoa kinh quán thế âm Bồ Tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni ba chi hồng 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 án ăn ma ni ba di hồng 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 ăn ma ni ba
di hồng, ăn mà ni bán di hồng. Ăn mà ni bán di hồng, ăn mà ni ba 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 di hồng. Ăn mà ni bán di hồng, ăn mà ni ba 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 di hồng. Ăn mà ni bán di hồng, ăn mà ni ba 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 di hồng. Ăn mà ni bán di hồng, ăn mà ni ba 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 di hồng. Ăn mà ni bán di hồng, ăn mà ni ba 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 di hồng. Ăn mà ni ba di hồng, 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 ăn mà ni ba di hồng. Ăn mà ni ba di hồng, 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 ăn mà ni ba di hồng. Ăn mà ni ba di hồng, 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 ăn mà ni ba di hồng. Ăn mà ni bán di hồng, ăn mà ni ba 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 di hồng. Ăn mà ni ba di hồng, 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 ăn mà ni ba di hồng. Ăn mà ni ba di hồng, 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 ăn mà ni ba di hồng. Ăn mà ni ba di hồng, 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 ăn mà ni ba di hồng. Ăn mà ni ba di hồng, 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 ăn mà ni ba di hồng.
Quang âm đại sĩ phó hiệu viên không ai thần nhi đại nguyện thế hoàng thâm mà có hai phim tự phong phó thế tâm dung xa xa hiện vô cùng nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ban Nhã Ba La Mật Đa. Thời chiều kiên ngô quấn dài không độ những thế khổ ánh xa lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh. Sanh thực thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân về phụng như thì xá lợi tử thì chư phá không tương bớ sanh bân về bân cơ bất tình bân tăng bân giam thì cố không trung vô sáng vô toàn. Tương hành thơ vô nhan nhị tí thì tăng ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhàn giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lào từ diệt vô lâm. Từ tầng vô vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu cánh niên bàn tam thế chư Phật. Y văn nhà ba la mật đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri văn nhà ba la mật đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiê cô chân tiền bẩn hương. Cô thuyền mang nhà ba la mừng đa chú thân thuyền chú viên yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điên Già Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đà Tấn Đàm Bà Tì A Di Đi Đà Tì Ca Lăng Đê A Di Đi Đà Tì Ca Lăng Đê Già Di Ni Già Già Na Chí Đà Ca Lê Ta Bà. Nam mô A Di Bà già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tình. A di đi đa tha đam bà tê a di đi đa tê ca lăng đê a di đi đa tê ca lăng đa già di ni già già na chi
Đà Ca Lệ Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Thăng A Di Đà Đô Bà Thế A Di Đà Đa Tha Đà Bà Thế A Di Đà Đa Thế Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Thế Ca Lăng Đa Già Di Ni Già Già Na Di Đà Ca Lệ Ta Bà A Di Đà Phật thân kim sáng nghe tướng hào quang minh vô đẳng luân nghe bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số cửa bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô thấy phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật Nam Mô Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng Quan Âm Quay Thần Lòng Lòng đều trong danh Ngài, chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quay. Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh, nếu ai có một niệm lành vào trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh Ngài làm từng khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang. Diệu thanh ấy chính là chi cả sao cùng tu chứng quả văn thù, diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh.
trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tôi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ ấy, mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính Bắc thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy, chào hai bên không lối đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thần ngài, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ biển Nam Hải núi Phổ Đà. Trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền. Đức Như Lai thuật chuyển khen ngài, oai thần linh hiền không hai. Tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu văn cấm kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà Thọ Ký rỡ ràng thánh thơi. Từ bi cứ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Phụng Kinh Công Đức Thù Thân Hành Vô Biên Thắng Phước Giải Hồi Hướng Ai Phổ Nguyện Phạm Giới Chư Chúng Sanh Thông Vạn Vô Lượng Quang Phần Sáng Ai Nguyện Tiêu Tam Chương Trừ Phiền Não Nguyện Đăng Trí Huệ Chợ Minh Liễu Phổ Nguyện Tội Chương Tất Tiêu Trường Thế Thế Thượng Hành Bồ Tát Đạo Ái Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Mà Cửu Pháp Liên Hoa Vì Phù Màu Hoa Cài Kiến Phật Ngộ Bồ Sanh Bất Thối Bồ Tát Vì Bàn Lữ Nguyện Dị Tự Công Đức Phổ Cầm Những Thế Ngã Đặng Giữa Chúng Sanh Giai Công Thành Phật Đạo Tự Quy Phật Tự quy pháp mới đương nguyện chúng sanh thâm nhàm kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh